Chào anh em, hôm nay mình lại tiếp tục quay lại review về con chim mình thay lông. Thì hôm nay nó thay lông cũng được 80-90% rồi. Phần lông đuôi này còn một ít nữa sẽ ra đều. Lông mặt thì cũng lúng phúng ra lông ống rất là nhiều rồi. Cũng đến hôm nay vẫn còn rớt một ít lông ở dưới nè. Đấy, nhưng mà so về tổng thể thì nó cũng đã gần thay xong rồi. Đấy, thì hôm nay thì mồi tôi về ăn uống đầy đủ, cứ sáng sáng là cào cào dế, rồi lâu lâu lại được cho ăn ít trứng kiến, chiều tối này cứ cám với lại trái cây. Đấy, bây giờ thì sau 15 tháng lòng, chính xác là 15 tháng lòng, em hôm nay rất dạn này. Đấy, giờ mình có thể thò tay vô mình vuốt ve em nó mà nó không có hoảng luôn nè. Đấy, nó còn mừng nữa. Đâu, mọi người thấy nè. Đấy, vuốt ve mà nó còn mừng, nó mổ chơi, nó nghịch nữa. Đấy, hoàn toàn là không có sợ hãi mình nữa rồi. Đó, nó là nghịch giỡn y như là một con chim non luôn rồi đó. Đấy, thì cứ buổi sớm như vậy thì mình treo ra cho nó hít thở vào không khí, với lại mình chơi giỡn nó cho em nó quen với mình hơn. Chơi khoảng cỡ 15-20 phút thôi là bắt đầu mình lại tủ áo lông, mình tắt vô trong một cái không gian mà yên tĩnh mát mẻ để cho em nó tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi, ít hoạt động xíu để cho nó ăn uống nó khỏe khoắn, nó nhanh ra lông. Đấy, người ta nhìn thấy là rất linh hoạt, tuy là thay lông nhưng mà thần sắc nhìn vẫn rất là khỏe khoắn, không có kiểu dấu hiệu bị xù rụt gì hết. Phân thì hôm nay bắt đầu là có khoăn hơn một xíu, tuy là nước nó vẫn là sệt, nhưng mà như vậy là dần dần ổn định này. Thì thức ăn của em nó thì chính vẫn là cám này, thì mình chơi của cám Hiệp Đồng Nai, hãng cám New, sử dụng quanh năm luôn, không có lên xuống cám gì hết. Lông đít nuôi thay lông ra rất là đỏ. Cái này mình quay cam thường, không có chỉnh màu sắc gì. Đấy, lông nuôi ra là nhìn rất là sắc nét, rất là đỏ, không bị bạc. Trái cây thì mình vẫn chủ yếu cho ăn cám, cho ăn chuối này, thăng long, cà chua. Lâu lâu thì cho ăn miếng táo, đu đủ thì ít hơn. Đó, nhìn này giấc là buổi sáng đi, mình cũng chỉ trong lòng cũng chỉ có 3 cống thôi, 2 cống nước, 1 cống cám. Thì một lúc nữa mình sẽ bổ sung thêm cho là cào cào. Đến trưa chiều đâu mình gắn trái cây. Đấy, cực kỳ dạng luôn. Đây là quá trình mà thuần dưỡng với lại kiên nhẫn nuôi, gột từ một con chim bổi nhét người trở thành một con chim dạng thuần, ngang ngửa với lại một con chim nuôi non lên sau hơn năm. Đây, góc nhìn nghiêng của em nó đây. Đấy, nhìn cận cảnh. Nói chung là để đạt được cái độ dạng như vậy thì mình cứ phải chăm chút với lại nuôi dưỡng hàng ngày, chơi giỡn với nó, tiếp xúc với nó, chăm bẵm, dọn dẹp cho nó chuồng trại sạch sẽ, ăn uống đầy đủ. Thì lâu dần nó sẽ quen với môi trường sống như vậy và coi mình như là người chủ của nó. Đấy, như là bây giờ là nó hoàn toàn không có sợ người nữa rồi. Nay mai nó xong lông thì mình lại tiếp tục đem nó ra cội cà phê dợt dãi cho nó lên lại nữa. Ok, video này mình review sơ về nó thôi. Để mọi người video tiếp theo về chú châu mèo này nhé. Bye bye mọi người.